một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm, hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập, những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Theo dõi lại ngay trên kênh YouTube VN Direct Official. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành cùng tôi ngày hôm nay sẽ là bạn Nhân Xuân Trường cũng đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua cái kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 của hai cổ phiếu mà rất được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đấy chính là PNJ và HPG. Và format của chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng 2021 và đưa ra cái triển vọng của năm của quý 4 cũng như là của năm 2022 đối với hai mã cổ phiếu HPG và PNJ, và sau đấy thì chúng ta sẽ sang cái phần hỏi đáp ạ. Và cái phần đầu tiên ngày hôm nay là cập nhật kết quả của Hòa Phát. Thì tổng kết thì kết quả kinh doanh quý 3 của Hòa Phát là một cái kết quả kinh doanh rất là đột biến, khi mà cái doanh thu đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế thì đạt là 10.350 tỷ đồng, là gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Thì đây là cái mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử, và cũng là lần đầu tiên mà Hòa Phát là có được cái con số lợi nhuận sau thuế trong một quý mà vượt được 10.000 tỷ. Và chúng ta có thể nhìn thấy là nếu mà tổng kết lại lũy kế 9 tháng đầu năm thì cái doanh thu của Hòa Phát đạt 105.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 27.100 tỷ đồng, thì cái mức này nó đã vượt 45% cái kế hoạch lợi nhuận cả năm của tập đoàn. Và hơn thế nữa thì có một điều lưu ý, đấy chính là cái việc là cái doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát của quý 3 này thì đều là vượt cái mức kỳ vọng của rất là nhiều cái công ty chứng khoán trên thị trường. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là vì sao mà cái việc là Hòa Phát họ lại có được cái mức ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của mọi người như vậy, và liệu cái mức độ vượt kỳ vọng này nó còn duy trì được tiếp trong tương lai hay không. Và sau đây thì tôi cũng có điểm qua một số những cái thông tin khác về cái tình hình kinh doanh của 9 tháng, về cái sản lượng tiêu thụ tôn mạ hay sản lượng tiêu thụ thép hay là những cái sản hay là cái thị phần của Hòa Phát, thì chúng ta đều thấy là nó đang tăng trưởng rất là tốt, và hiện tại thị phần của Hòa Phát đã lên đến là 37,1% rồi. Và mời bạn Trường thì sẽ đưa ra cho quý nhà đầu tư một số cái thông tin về việc là những cái diễn biến về mặt bằng giá thép, cũng như là về những cái mặt bằng giá nguyên vật liệu hay là những cái catalyst của doanh nghiệp trong tương lai, và cũng như là một số phân tích của bạn về cái kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát cái đợt vừa rồi ạ. Vâng, mời Trường. Cảm ơn anh Duy về những chia sẻ về kết quả kinh doanh cũng như là lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021. Thì như anh Duy có nói đấy, là Hòa Phát đã có một cái kết quả kinh doanh khá là vượt kỳ vọng của rất nhiều nhà đầu tư cũng như những người quan tâm đến Hòa Phát trong 9 tháng năm 2021. Thì đến ở đây mình muốn xin nhắc đến hai điều. Thứ nhất đấy là nếu mà mọi người nhìn vào một công ty sản xuất thì mọi người sẽ nên để ý đến hai vấn đề. Thứ nhất đấy là một cái đấy là về doanh thu, và cái thứ hai đấy là về chi phí của cùng một doanh nghiệp sản xuất. Đối với doanh thu thì mình chỉ nhìn vào thứ nhất là sản lượng, và cái thứ hai là giá. Và đối với lại cụ thể đối với doanh nghiệp như Hòa Phát thì cái doanh thu và sản lượng của Hòa Phát là một cái yếu tố tác động đến dẫn đến là cái kết quả kinh doanh của họ vượt bậc trong 9 tháng này. Thì mình muốn điểm qua đấy là thứ nhất. Cái thứ hai đấy là cái yếu tố về sản lượng và giá, thì anh Duy đã nói ở trình bày ở slide trước rồi. Mình muốn nói đến cái yếu tố thứ hai của một doanh nghiệp sản xuất, đấy là về giá vốn. Giá vốn thì mọi người có để ý là đấy là cái sự nếu mà mình tiết giảm được chi phí thì mình dẫn đến mình sẽ tăng được lợi nhuận. Và đối với lại một doanh nghiệp sản xuất thì cái giá vốn như sản xuất thép như HPG thì cái giá vốn chiếm phần lớn đối với lại cấu thành chi phí của Hòa Phát, đó là giá vốn liên quan đến giá thép và giá than, trong đó giá quặng và giá than, trong đó giá quặng thì chiếm khoảng 40% chi phí giá vốn, và giá than chiếm khoảng 30% chi phí giá vốn. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên đồ thị trên màn hình đấy là cái giá quặng đầu vào đối với lại sản xuất thép thì đã tăng khá là mạnh từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, và bên cạnh đó là giá than cũng tăng khá là mạnh và chưa có đà ngừng.
Nhưng mà vấn đề là mình nhìn vào ở đây mình bên cạnh bên slide bên tay phải đấy là giá giá bán một số sản phẩm thép, tức là bên trái là giá nguyên liệu đầu vào và giá bên phải là giá sản phẩm đầu ra, thì mọi người có thể nhìn thấy cái đồ thị đấy là cái chênh lệch từ tháng 7 năm 2021 thì giá quặng thép đã giảm khá là mạnh, trong khi giá thép ở bên giá quặng sắt thì giảm khá là mạnh, trong khi giá thép thì vẫn giữ được đà tăng, dẫn đến là cái chênh lệch phần giá nguyên liệu đầu vào cộng thêm giá bán được tăng ra trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm đã giúp cho Hòa Phát đã có được một cái biên khá là mạnh. Thì nói qua về cái vấn đề này thì tại sao lại có sự chênh lệch giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm và giá đầu ra tăng, thì mọi người có thể để ý đấy là thép là một cái hàng hóa thông thường và đâu đấy cái đối với một hàng hóa như này thì mình cần nhìn vào đấy là ông nào sẽ là ông tác nhân chính đối với thị trường, thì tác nhân chính với thị trường thép ở đây là Trung Quốc. Thì mọi người có thể để ý là Trung Quốc người ta kể từ tháng 7 năm 2021 thì Trung Quốc đã có một cái chính sách khá là tiêu cực đối với cho các nhà sản xuất thép của Trung Quốc, đấy là họ yêu cầu các công ty sản xuất thép phải giảm sản xuất để bảo đảm cho một cái môi trường nó xanh sạch hơn. Khi mà Trung Quốc tổ chức Thế vận hội vào tháng 2 năm 2021, cộng thêm cái thứ hai là Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách, đấy là chính sách xanh. Chính sách xanh thì chính sách này nó sẽ tác động đến dài hạn, còn chính sách ngắn hạn đấy như mình vừa nói, điều này dẫn đến là các doanh nghiệp sản xuất thép đã phải cắt lượng, cắt giảm sản xuất thép đâu đấy khoảng tầm 30-50% công suất, thì dẫn đến là cái nguồn cung thép đã giảm, trong khi đầu vào của các nhà máy sản xuất này đấy là quặng, mà dẫn đến đầu vào họ nhập ít hơn thì dẫn đến giá quặng giảm, thì cái này vô hình chung sẽ làm cho những doanh nghiệp sản xuất thép ở các thị trường khác, đặc biệt ở đây là ở thị trường Việt Nam giống như là Hòa Phát được lợi với giá thép vẫn tăng mà trong khi giá quặng giảm. Tiếp theo đấy là cái về dài hạn hơn một chút thì mình muốn nói đến là cái nhu cầu thép trong những năm tới của toàn cầu, thì mọi người có thể nhìn thấy slide đấy là dự báo nhu cầu thép sẽ tăng trưởng khoảng 45% trong năm 2021 và được hỗ trợ bởi các thị trường giống như Mỹ, EU và các ngành công nghiệp là ngành ô tô và các ngành ví dụ như ngành máy móc thiết bị cũng được hưởng lợi sau khi mà thị trường hồi phục sau Covid, thì dẫn đến là nhu cầu thép sẽ được hưởng lợi và dự báo là sẽ tăng khoảng 45% trong năm 2021. Slide tiếp theo đấy là mình cái slide liên quan đến cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc, thì mình đã nói về trước đó rồi. Cộng thêm một cái chính sách của Trung Quốc đấy là giảm các loại thuế để hỗ trợ để làm sao để các nhà máy sản xuất thép chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hạn chế xuất khẩu. Về một cái slide về nói về nhu cầu của thép trong ở thị trường Việt Nam trong các quý tới, đó là một mình không nhắc đến đấy là về đầu tư công, thì mọi người có thể biết đấy là với sản lượng thép của Việt Nam thì đầu tư công chiếm khoảng tầm khoảng 17 đến khoảng 22% nhu cầu tiêu thụ thép, bên cạnh đó là sản thép dành cho xây dựng dân dụng, ở đây là có thể là thị trường bất động sản chiếm khoảng tầm khoảng 30%. Thì đối với lại đầu tư công chiếm khoảng 17 đến 20%, trong khi đó nhà nước đang có một hàng loạt các gói kích thích cái đầu tư công, thì dẫn đến là nhu cầu về tiêu thụ thép cũng như các vật liệu xây dựng khác sẽ tăng cao trong giai đoạn nằm từ 2021 đến khoảng 2020, ở đây mình nói đến 2028. Đặc biệt là nếu mà mọi người nhìn đấy thì 3 tháng từ quý tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch, dẫn đến là nhu cầu xây dựng giảm, nhưng mà sản lượng thép của Hòa Phát vẫn tăng, trong khi đó là cái giải ngân của đầu tư công vẫn chưa nhiều, nên là mình trung tâm tư vấn đầu tư cho rằng thời điểm năm quý 4 năm 2021 trở đi sang năm 2022 thì với nhu cầu giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng thì cái nhu cầu tiêu thụ thép sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian đó. Tiếp theo đến một cái vâng, đối với cả cái câu chuyện là
về câu chuyện tiếp theo mà chúng ta cũng muốn nói đến Hòa Phát, đấy là cái việc là họ đã tiếp tục là đẩy mạnh thêm nữa những cái mảng khác mà bên cạnh là việc là sản xuất thép thông thường. Và ở đây thì chúng ta có nhìn thấy là cái mảng là hàng sản xuất điện lạnh. Thì cái hàng sản xuất điện lạnh này thì chúng ta đều, trước đây thì chúng ta đều nghĩ rằng là đây là một cái nhóm ngành không quá là hấp dẫn. Tuy nhiên là cái thời gian vừa đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là Casper Việt Nam mà chúng tôi nhìn ở đây, mà các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái đồ thị của chúng tôi, là cũng đã có một cái tốc độ tăng trưởng về cái sản lượng cũng như là doanh thu rất là tốt. Là cái quy mô của họ đã lên gấp 3 lần của Hòa Phát chỉ sau vài năm, vượt cả Electrolux ở trong Việt Nam. Thì cái việc là họ tăng trưởng tốt như này là tại vì do là họ đánh mạnh vào cái phân khúc là cái thị trường trung thấp cấp. Và đấy là những cái thị trường mà hiện tại lại là đang là thị trường tăng trưởng rất là mạnh và vừa mới có một cái nhu cầu mới hiện nay. Và thế và cho nên là Hòa Phát cũng nhận ra được rằng là có một cái cơ hội ở cái thị trường điện lạnh này. Và thế là họ đã quyết định là sẽ tham vọng là đẩy mạnh hơn nữa vào cái mảng này. Và từ cái quý 4 năm 2021 thì Hòa Phát sẽ tập trung thành lập cái tổng công ty điện máy gia dụng Hòa Phát. Thì sẽ đầu tư rất là lớn và bài bản vào cái ngành hàng điện máy gia dụng. Và cái doanh thu mục tiêu mà họ đạt cho năm 2030 thì sẽ là 1 tỷ đô. Thì cái doanh thu này cũng là một cái doanh thu mà tương đối lớn, mà cũng có thể là sẽ giúp cho cái tập đoàn Hòa Phát là họ có được thêm những cái tăng trưởng ngoài bên cạnh là cái mảng cũ của họ, đấy là mảng sản xuất thép ạ. Và cái việc tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến chính là cái mảng container của Hòa Phát. Thì đối với mảng container này thì chúng ta đều đã biết là cái cước vận chuyển container đợt vừa rồi đã tăng vọt vì nhu cầu là đã vượt xa cái nguồn cung và cái dự báo sản lượng container trên toàn cầu thì vẫn sẽ tiếp tục tăng. Và Hòa Phát thì họ đã đặt cái kế hoạch là sẽ sản xuất là 500.000 TEU container một năm, là nó sẽ là thì đây là một cái sản lượng khá là lớn so với cả những cái đối thủ trong ngành tại Việt Nam. Và nếu mà để sản xuất 500.000 cái TEU container này thì Hòa Phát sẽ cần khoảng tầm 1 triệu tấn HRC một năm. Và hiện tại thì như chúng ta đã biết là cái dây chuyền HRC của Hòa Phát là công suất là khoảng 2 triệu tấn một năm và có thể là lên đến là khoảng 2,2 triệu. Thì trong đấy thì đã có thì 1 triệu tấn này sẽ 1 triệu tấn HRC sẽ được dùng cho container và 1,2 triệu tấn còn lại thì sẽ dùng cho ống thép cũng như là tôn mạ. Và cái việc là khi mà tất cả các sản phẩm HRC của Hòa Phát tung ra đều sẽ được tiêu thụ vào những cái sản phẩm như là container, ống thép hay là tôn mạ thì cũng sẽ giúp cho Hòa Phát là bớt được cái rủi ro về cái việc là cái biến động của giá HRC trong thời gian tới, là nếu mà có khả năng sụt giảm thì cũng sẽ không quá là ảnh hưởng mạnh đến Hòa Phát. Thì như chúng ta đã biết là cái doanh nghiệp Hòa Phát này là một trong những cái doanh nghiệp mà họ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái chỉ số giá hàng hóa, và nếu mà giá thép giảm hay là giá HRC giảm thì Hòa Phát cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nhưng mà khi mà chúng ta đẩy mạnh thêm nữa chuỗi giá trị thì thành ra là cái việc là bị ảnh hưởng bởi cái giá hàng hóa nó cũng sẽ giảm bớt đi, mặc dù là nó vẫn sẽ có ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ giảm bớt đi được cái phần nào. Thì qua đấy nó cũng sẽ là cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của Hòa Phát trong thời gian tới, cũng như là cái làm cho cái bức tranh tăng trưởng của doanh nghiệp nó sẽ ổn định hơn so với cái hồi xưa. Nếu mà chúng ta nhìn thì là cái giai đoạn trước khi có Dung Quân 1 thì Hòa Phát cũng đã phải chịu một cái áp lực về giảm giá thép, và qua đấy thì là cái doanh thu lợi nhuận của họ cũng bị giảm. Thì lần tới đây thì có thể là Hòa Phát họ sẽ thích ứng tốt hơn và cái lợi nhuận sẽ giảm ít hơn nếu mà gặp phải rủi ro là giá thép giảm. Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bạn Trường là review tiếp về cái việc là cái triển vọng của dự án Dung Quất 2 ạ. Như mình nói lúc trước đấy là đối với một doanh nghiệp sản xuất thì có hai yếu tố mình cần quan tâm, đến là giá bán và yếu tố thứ hai là sản lượng. Giá bán đấy là một cái yếu tố nó có thể giúp doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng trong ngắn hạn. Còn đâu về dài hạn thì triển vọng của một doanh nghiệp sẽ đến từ việc năng lực sản xuất của họ, đấy là cung của họ có đáp ứng được cái nhu cầu không. Nhưng mà mình có nói đây là nhu cầu của ngành, nhu cầu của thép nói chung và nhu cầu của thép Việt Nam nói riêng thì khá là tích cực khi mà ông lớn sản xuất thép ở đây là Trung Quốc chiếm khoảng 50% thị phần sản 50% sản lượng sản xuất thép, đang cắt giảm sản lượng và hướng đến một cái năng lực sản xuất thấp hơn. Thì đâu đấy những cái phần mà những nhà sản xuất thép của Trung Quốc để lại thì sẽ dành cho các nhà sản xuất thép ở các nước khác, trong đó có Việt Nam. Thì mọi người có thể để ý đấy là Hòa Phát đã có kế hoạch là nâng công suất của giai đoạn của khu liên hợp thép Dung Quất lên đến 13,6 triệu tấn từ 8 triệu tấn hiện tại, tức là giai đoạn 2 của nhà máy Dung Quất sẽ có công suất khoảng 5,6 triệu tấn, trong đó là 4,6 triệu tấn đến từ thép HRC, trong khi nhu cầu đối với thép HRC tại thị trường Việt Nam hiện tại vẫn đang thiếu. Và cộng thêm nữa là
cái nhu cầu của thế giới cũng đối với lại thép HRC cũng rất là lớn. Mình có thể là phục vụ thị trường trong nước cộng thêm là xuất khẩu. Thì cái câu chuyện này như mình nói đấy là cái câu chuyện mang tính dài hạn cho Hòa Phát. Dài hạn ở đây đấy là khi nào? Thì hiện tại Hòa Phát đã đặt mục tiêu là đến khoảng cuối năm 2024 thì sẽ đưa vào hoạt động một số lò của nhà máy Dung Quất giai đoạn 2, và đến năm 2025 thì sẽ chắc là sẽ hoàn thành hết các lò cao của nhà máy Dung Quất giai đoạn 2. Thì đánh giá về cái mức độ thực thi của cái kế hoạch này như nào thì mình thấy thì thực tế cho thì lịch sử cho thấy là Hòa Phát luôn hoàn thành các kế hoạch mà mình đã đặt ra. Đấy là năm 2017 Hòa Phát dự kiến là sẽ hoàn thành nhà máy Dung Quất giai đoạn 1 trong đến năm 2020, thì đúng là năm 2020 là giai đoạn một của nhà máy thép Dung Quất đã được hoàn thành. Thì mình nghĩ là đến câu chuyện của Hòa Phát đến năm 2024 thì sẽ khá là rõ ràng hơn, và khi nào mình và cái từ năm 2021 này đến năm 2024 thì câu chuyện của Hòa Phát vẫn còn khá là hấp dẫn, khi mà cái mình cho rằng cái giá thép từ thời điểm này đến thời điểm mà nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 đi vào hoạt động thì vẫn còn có room để cho doanh thu của Hòa Phát tăng trong thời điểm từ năm 2022 đến năm 2024. Vâng ạ, bên cạnh cái câu chuyện về cái triển vọng của Dung Quất 2 mà bạn Trường đã chia sẻ thì Duy cũng muốn là nói bổ sung thêm một số cái quan điểm của Duy. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu Hòa Phát cái thời kỳ mà ra năm 2017 khi mà họ mới bắt đầu là triển khai cái khu liên hiệp gang thép Dung Quất với quy mô là 4 triệu tấn, thì lúc đấy là rất là nhiều nhà đầu tư là question, nghĩa là đặt câu hỏi về việc rằng là liệu là Hòa Phát trong tương lai có tiêu thụ được hết 4 triệu tấn này một năm hay không. Bởi vì do chúng ta đều đã biết là cái thời gian đấy thì là Hòa Phát họ đã có thị phần rất là lớn, và để mà cái tiêu thụ được hết cái số lượng sản lượng đấy thì Hòa Phát sẽ phải tiến đánh cái thị trường miền Nam, và cái đấy là tạo ra những cái câu hỏi cho nhà đầu tư về việc là liệu là họ có tiêu thụ được hết cái sản lượng mà họ sản xuất hay không. Tại sao lại phải đặt câu hỏi về việc là có tiêu thụ được hết các sản lượng mà mình đã sản xuất hay không? Thì tại vì do chúng ta đều biết rằng đấy là các nhà máy thép thì đều có cái vốn đầu tư rất là lớn, và với một cái nhà máy thép có vốn đầu tư lớn như vậy thì cái hoạt động kinh doanh của họ sẽ tối ưu khi và chỉ khi họ có thể hoạt động được full công suất, và kể cả khi mà cái giá nó có giảm thì họ vẫn sẽ cố gắng là sẽ sản xuất, là miễn sao là nó vẫn có lãi hoặc là nó hồi vốn là họ vẫn sẽ cho nhà máy chạy. Chính vì như thế cho nên thành ra nó mới khiến cho cái nhóm cổ phiếu commodity hay cái nhóm cổ phiếu thép này là được liệt vào cái nhóm hàng commodity hay là nhóm hàng hóa rất là nhạy cảm với cả diễn biến giá hàng hóa. Và cái giai đoạn sắp tới đây thì nó lại có một cái tầm nhìn rất là khác về cái việc là cái triển vọng đầu ra của cái dự án Dung Quất tiếp theo, bởi vì do là chúng ta đều thấy là cái sản lượng nó sẽ lên rất là nhiều, thì cái triển vọng đầu ra lúc đấy nó sẽ chỉ là bao gồm, nó sẽ rất là đơn giản, tại vì do chúng ta đều biết là Trung Quốc họ sẽ cắt giảm sản lượng, và cái việc cắt giảm này thì là một cái sự cắt giảm mà nó mang tính là kéo dài và nhất quán, và nó sẽ tạo ra cái nguồn thiếu cung rất là lớn cho những cái doanh nghiệp thép ở ngoài Trung Quốc vươn lên, và nó sẽ là một cái câu chuyện đầu tư rất là dài hạn. Cho nên là Hòa Phát giai đoạn hiện tại sẽ rất khác với cả Hòa Phát cái giai đoạn mà khi mà đang làm cái Dung Quất giai đoạn 1, bởi vì do cái triển vọng đầu ra của họ tươi sáng hơn rất là nhiều. Và hiện tại thì Hòa Phát giai đoạn 2 này sẽ chỉ có một cái rủi ro mà rất là lớn mà nhà đầu tư cần phải quan tâm. Đấy chính là rủi ro về diễn biến giá nguyên vật liệu trong thời gian tới. Nếu mà nó tăng giảm thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận trong ngắn hạn của Hòa Phát. Còn nếu mà nhìn về tầm nhìn dài hạn hơn thì nó vẫn sẽ rất là tươi sáng ạ. Và bây giờ thì Duy sẽ mời bạn Trường là sẽ tiếp tục cập nhật tiếp về cái tình hình là xuất nhập khẩu thép. Thì một cái mà mình có thể đây là có thể liệt vào rủi ro đối với nệ thép, ngành thép nội tại, đấy là Việt Nam, do mọi người biết đấy là giá thép trong thị trường Việt Nam đã tăng khá là mạnh từ thời điểm năm 2020 đến hiện tại, thì dẫn đến là ngành xây dựng thép là một đầu vào khá chiếm tỷ trọng, như mình lúc nãy đã nói là khoảng 30% đối với nệ ngành xây dựng dân dụng. Thì với một việc là giá thép tăng phi mã trong thời điểm từ 2020 đến 2021 hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến khá là nhiều ngành. Do đó là một số ngành bị ảnh hưởng đã đề xuất là giảm thuế nhập khẩu đối với các sản mặt hàng thép, để dẫn đến là giảm giá thép tại thị trường Việt Nam hiện tại. Thì đấy là hiện tại đang là đề xuất thôi. Lấy do điều thì mọi người có thể thấy là hiện tại mức thuế xuất nhập khẩu thép xây dựng khoảng 15 đến 20%.
và mức bảo hộ đã khá là cao và đã thực hiện trong thời gian dài. Thứ hai là việc giảm thuế nhập khẩu sẽ góp phần giảm giá thành sản xuất thép và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Nhưng mà điều này nếu mà giảm thuế thì dẫn đến là cái thép sản xuất của tại thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với thép sản xuất tại các thị trường nước ngoài. Nhưng mà đánh giá tác động đến như nào thì đề xuất giảm 5-10% thuế đối với nệ thuế nhập khẩu. Thì hiện tại thì mọi người có để ý đấy là giá thép xây dựng nội địa Việt Nam đã thấp hơn giá thép Trung Quốc khoảng 8% và mức thuế tự vệ khoảng tầm khoảng 7,9%, thì dẫn đến là giá thép Việt xây dựng của Việt Nam vẫn rẻ hơn thép nhập khẩu khoảng 20%. Thì mình đánh giá cái mức độ việc của việc giảm thuế nhập khẩu này sẽ không đáng kể. Vâng, và sau những cái triển vọng của chúng tôi thì Duy sẽ xin phép là được tóm tắt lại một số cái thông tin. Thì đấy là về cơ bản chúng ta sẽ nhìn thấy là cái quý 3 năm 2021 này có được cái kết quả kinh doanh rất là đột biến, là bởi vì do cái mặt bằng giá thép vẫn ở duy trì ở mức rất là cao, cùng với đấy là cái mặt bằng giá HRC. Và ngoài ra thì cái chi phí đầu, cái nguyên vật liệu đầu vào của Hòa Phát thì cũng là có cái sự không có quá nhiều sự thay đổi, khi mà mặc dù đúng là cái giá quặng sắt, đúng là cái giá than với cả giá than và một số cái giá thép phế là nó có tăng, nhưng mà giá quặng sắt thì lại giảm khá là nhiều, cho nên là thành ra nó cũng khá là cân bằng với cái đầu vào. Và chính vì như thế cho nên thành ra là cái lợi nhuận của 2021 là nó đã là đạt cái lợi nhuận đột biến, và khả năng cao thì là cả năm 2021 này thì VN Direct đang dự phóng là cái lợi nhuận của Hòa Phát là sẽ khoảng tầm 36.000 tỷ, và cái EPS của năm 2021 thì sẽ dự kiến là ở mức là 8.000 đồng một cổ phiếu. Và sau đấy thì chúng ta nhìn thấy là nếu mà với giá 57.000 thì Hòa Phát đang được giao dịch ở mức PE trên E là chỉ khoảng có 7 lần thôi, là nó rất là hấp dẫn đối với cả một cái doanh nghiệp mà đầu ngành và có vẫn còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng, ví dụ như là từ dự án Dung Quất 2 mà chúng ta có thể là kỳ vọng thêm. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể nhưng mà tuy nhiên thì Duy cũng muốn lưu ý với quý nhà đầu tư đấy là cái định giá của Hòa Phát thì luôn luôn là được rẻ hơn so với cả VN Index rồi, tại vì do là mọi người vẫn luôn luôn nhìn nhận là cái doanh nghiệp Hòa Phát này là một doanh nghiệp mà nó bị biến động theo chu kỳ. Và nhưng mà tuy nhiên thì là cái thời gian trước năm 2019 thì cái biến động của doanh nghiệp Hòa Phát là không thuận lợi bằng VN Index. Nhưng mà cái giai đoạn gần đây thì mình đã nhìn thấy là Hòa Phát là có những cái lúc mà là thể hiện là cái diễn biến giá của họ là tốt hơn. Và qua đấy là cũng có thể là cho thấy là nhà đầu tư cũng đã nhìn nhận lại cái hình ảnh của doanh nghiệp thép này. Bởi vì chắc cũng một phần là do là cái chính sách của Trung Quốc liên quan đến triển vọng dài hạn của Hòa Phát, triển vọng dài hạn hơn nữa của Hòa Phát về việc là nguồn ra của cung thép thì cũng đã được đảm bảo hơn. Qua đấy thì là nhà đầu tư yên tâm hơn với cả cái bức tranh tương lai tươi sáng của doanh nghiệp khi mà họ tăng sản lượng nhưng mà vẫn sẽ có đầu ra ổn định. Bổ sung thêm cái ý của anh Duy thì mọi người có thể quay slide trước. Thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái định giá về PE của Hòa Phát so với lại VN Index thì luôn thấp hơn, nhưng mà mình nghĩ là thời gian tới thì Hòa Phát có thể sẽ được định giá lại. Tại vì sao? Thì ngày trước mọi người nhìn thấy Hòa Phát đấy là một doanh nghiệp sản xuất thép đơn thuần. Và thép sản xuất, thép xây dựng đơn thuần và mang tính chu kỳ khá là cao. Nhưng mà cộng thêm việc là Hòa Phát bây giờ đang hướng đến là một doanh nghiệp có thị phần lớn nhất đối với nệ thị trường thép. Cái thứ hai là chuỗi giá trị, chuỗi hệ sinh thái của Hòa Phát đã khá là gần như là đầy đủ, khi mà Hòa Phát vừa mới mua thêm cái mỏ thép kia thì dẫn đến là người ta sẽ tự chủ được nguồn cung hơn. Thì dẫn đến là cái biến động từ nguồn nguyên liệu đầu vào thì nó sẽ không có là quá nhiều. Cái thứ ba đấy là việc Hòa Phát tập trung vào phát triển các mảng mới để tận dụng cái nguồn thép HRC của mình. Như mảng container anh Duy lúc nãy có nói, đến mảng điện máy anh Duy có nói. Thì mình nghĩ là cái việc mà thị trường nhìn nhận Hòa Phát không phải là một công ty sản xuất hàng hóa thông thường, ngành chu kỳ nữa. Lúc đấy là cái mức độ ổn định của doanh thu, của lợi nhuận của Hòa Phát sẽ tốt hơn, thì lúc đấy là mình kỳ vọng là một cái mức định giá cho Hòa Phát ở mức PE cao hơn. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Trường. Thì tóm lại theo như anh Trường thì có 3 cái ý mà chúng ta có thể nhìn thấy là Hòa Phát hoàn toàn có thể là được định giá lại ở cái vùng PE 7 lần này. Thứ nhất là liên quan đến cái việc là họ là một doanh nghiệp đầu ngành không chỉ ở Việt Nam mà có thể sẽ là một doanh nghiệp thép tầm cỡ thế giới. Thứ hai đấy là liên quan đến cái việc là họ đã tự chủ hơn cái nguồn cung, và cũng như là thứ ba là họ là đã tiếp tục có những cái sản phẩm mà có tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn nữa, thay vì chỉ là một sản phẩm thép thông thường, thì qua đấy sẽ giúp cho họ là bớt bị ảnh hưởng bởi cái giá hàng hóa, diễn biến giá hàng hóa liên quan đến lợi nhuận. Và bây giờ thì Duy sẽ sang cái cập nhật của cái doanh nghiệp tiếp theo, đấy chính là doanh nghiệp PNJ.
Thì đối với cả doanh nghiệp P&J thì chúng ta đều nhìn thấy đây là một cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cái tình hình Covid được vừa rồi. Và trong trong lũy kế 2021 vừa rồi thì cái lợi nhuận của họ là lợi nhuận sau thuế của họ là chỉ đạt có khoảng là 5,576 tỷ, là giảm 10% so với cùng kỳ, mặc dù là doanh thu thuần thì vẫn có tăng nhẹ. Và hơn thế nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng đấy là cái kênh bán lẻ của họ là tăng trưởng rất là khiêm tốn trong 9 tháng đầu năm, chỉ có khoảng 7,9%, trong khi là cái kênh bán lẻ này những năm trước của P&J thì đều tăng trưởng khoảng tầm 20% trở lên. Và cái việc này thì nó cũng là hệ quả của cái việc là do là P&J họ đã phải là đóng bớt cái số cửa hàng trong thời gian vừa qua thì do dịch Covid lần thứ tư. Và ở đây thì Duy có một cái slide là cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư về cái số lượng cửa hàng đã đóng trong cái giai đoạn tháng 6 đến tháng 9 vừa rồi. Thì cái tháng 9 là tổng số lượng cửa hàng mà P&J phải tạm đóng cửa là khoảng 274 cửa hàng. Thì cái số cửa hàng này chiếm đến tận là 82% tổng số cửa hàng P&J đang hoạt động. Chính vì thế nó khiến ảnh hưởng rất là nhiều đến cái doanh thu cũng như là cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Và trong quý 3 thì cái lợi nhuận gộp đã giảm rất là mạnh, từ 734 tỷ xuống còn 155 tỷ. Tuy nhiên thì chúng ta đều đã biết là mọi thứ xấu nhất của P&J thời gian vừa qua đều đã xong. Tại vì do là hiện tại thì là chúng ta cũng đã tiêm chủng được khá là tốt, rất là nhiều người ở thành phố là đã có 2 mũi tiêm. Và cái việc và cái thị trường chính của P&J thì lại tập trung rất là nhiều ở thành phố, và nó sẽ khiến cho là họ hoàn toàn là có thể là quay trở lại cái kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian tới. Và ở đây thì chúng tôi cũng có nói thêm, chúng tôi có một cái slide là về cái việc là P&J là cái kết quả kinh doanh của họ sẽ chạm đáy trong quý 3 này, và hoàn toàn là sẽ tốt hơn nữa khi mà chúng ta nhìn thấy là mở đầu của mùng 10 tháng 1 năm 2021 thì số lượng cửa hàng P&J mở đã lên đến là 325 cửa hàng, tăng so với cả đầu tháng 9 là chỉ có 146 cửa hàng thôi. Và cập nhật, nhưng mà tuy nhiên thì cập nhật thêm thì là cái kết quả kinh doanh của P&J trong tháng 10 này vẫn chưa thực sự là quá là tốt, và chúng ta thì sẽ kỳ vọng cái câu chuyện kết quả kinh doanh của họ vào tháng 11 và tháng 12 hơn. Và ở đây thì chúng tôi có vào tháng 11 và tháng 12 hay quý 4 và quý 1 của 2022, chúng ta kỳ vọng gì? Thì chúng tôi sẽ kỳ vọng vào cái mùa lễ cưới và cái ngày lễ thần tài. Thì chúng ta đều biết rằng là cái đợt vừa rồi nó xảy ra giãn cách, cho nên thành ra rất là nhiều cặp đôi trẻ mà không thể nào mà có thể là sớm về một nhà với nhau được, tại vì do là cái tình hình Covid rất là phức tạp. Thì hiện tại khi mà xã hội đã quay trở lại hoạt động bình thường, hay là các nền kinh hay là mọi thứ nó đã quay trở lại hoạt động bình thường, chúng ta có thể tổ chức tiệc cưới hay là có thể là bắt đầu là tham gia tổ chức những cái đám cưới hỏi, thì thành ra là cái nhu cầu mua trang sức để cưới xin hay là để đính hôn nó sẽ nhiều hơn trong cái thời gian trước đấy. Và hoàn toàn, và nó sẽ là một cái nhu và bởi vì chúng ta đều biết là cái nhu cầu này đã bị tích lũy rất lâu vì cái dịch Covid, và nó sẽ khiến cho cái quý 4 này nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có một số cái câu chuyện khác mà quý nhà đầu tư cũng có thể sẽ quan tâm với P&J. Thì đầu năm thì P&J có định là phát hành riêng lẻ là 15 triệu cổ phiếu, thì cái việc phát hành này nó vẫn chưa xảy ra. Và cái việc phát hành thêm của P&J trong năm có thể là nó sẽ bị delay lại năm nay hoặc là sang năm sau, nhưng mà khi mà P&J phát hành thêm thì giá cổ phiếu cũng sẽ có thể là diễn biến tích cực. Thì đây là những cái thứ mà chúng ta có thể kỳ vọng vào cổ phiếu P&J này. Và mặc dù là và chính vì như chúng ta đã thấy là cái kết quả kinh doanh của P&J trong 3 tháng trong quý 3 vừa rồi là không tốt, cho nên thành ra là cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp mà chúng tôi đang dự phóng ở đây vào cả năm thì vẫn là chưa là quá là cao. Thì ở đây tôi có tổng hợp ba cái dự phóng về doanh thu và lợi nhuận của 3 công ty chứng khoán trên thị trường, bao gồm VN Direct, Bản Việt và HSC. Thì chúng ta đều thấy là cái kết quả kinh doanh của P&J là trong năm 2021 thì sẽ chỉ khoảng là từ 800 đến 900 cho đến 1.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận dòng. Và 2022 thì nó sẽ là một cái cơ hội bùng nổ rất là lớn. Nếu như mà năm 2021 này kết quả kinh doanh chỉ khoảng tầm 893 thôi, thì khả năng cao 2022 nó sẽ lại là một cái tăng trưởng mạnh hơn nữa cho doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta đều nhìn thấy là cả 3 công ty chứng khoán đều đang dự phóng P&J năm 2022 sẽ có cái kết quả kinh doanh rất là vượt trội, là khoảng tầm 1.300 tỷ lợi nhuận. Và cái mức kết quả kinh doanh này nó cũng chỉ là quay về cái mức bình thường của P&J khi mà họ không bị dịch thôi, và thêm cái một số tăng trưởng thêm cái nhu cầu của người dân về việc tiêu thụ vàng. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có một số cái định giá của doanh nghiệp
mà liên quan đến dùng P/E mà chúng tôi có so sánh với cả những cái doanh nghiệp nước ngoài, ví dụ như là Châu Tài Phúc hay là một số doanh nghiệp bán lẻ như MWG, thì hiện tại là cái P/E trung bình của P&J khá là hấp dẫn so với cả những cái đối thủ trong ngành. Mặc dù là chúng ta đang nhìn cái P/E đấy là của năm 2021 là bị ảnh hưởng bởi dịch thôi. Còn nếu mà sang 2022 thì P/E của P&J nó còn hấp dẫn hơn nữa. Và đây sẽ chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy nó sẽ có thể là, mặc dù P&J đang bị ảnh hưởng rất mạnh bởi tình hình dịch Covid và kết quả kinh doanh quý 3 này nó sẽ không quá là tốt, nhưng mà nó lại là một cái bàn đạp để cho cổ phiếu có thể là có được một cái bức tranh tươi sáng hơn trong tương lai, và định giá thì đang rất là hấp dẫn. Và đấy là tổng quan của chúng tôi ngày hôm nay về hai cổ phiếu, và chúng tôi đã cập nhật kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo là đối với những cái chương trình mà VN Direct đang tổ chức, thì hiện tại là chúng tôi có chương trình La Bàn Thị Trường và chương trình Nhịp Đập Thị Trường. Đây là hai chương trình, mà chương trình La Bàn Thị Trường thì là về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản, sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình Nhịp Đập Thị Trường thì sẽ là nhận định thị trường và phân tích kỹ thuật các mã cổ phiếu. Thì đây là một chương trình định kỳ vào lúc 16 giờ hàng ngày. Hai chương trình này nằm trong cái trục là trục La Bàn Đầu Tư của chúng tôi. Hiện tại VN Direct đang có 3 la bàn để định hướng hay là để giúp nhà đầu tư có thể làm quen với thị trường chứng khoán cũng như đầu tư tốt hơn. La bàn thứ nhất chính là la bàn kiến thức liên quan đến những cái liên quan đến những cộng đồng của chúng tôi, như là cộng đồng tích sản, cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock, cộng đồng sức khỏe tài chính an tâm đi go, để giúp cho nhà đầu tư có thêm những cái kiến thức căn bản về việc đầu tư cổ phiếu hay là về việc là tích sản cổ phiếu hay là những cái kiến thức tài chính cá nhân. Và cái la bàn thứ hai của chúng tôi chính là la bàn về thị trường, thì sẽ có hai cái chương trình chủ đạo là La Bàn Thị Trường và Nhịp Đập Thị Trường, sẽ giúp cho quý nhà đầu tư nắm bắt được tình hình thị trường, qua đấy đưa ra cái quan điểm, cái quyết định mua bán một cách thận trọng, và hoặc là một cách là có thông tin hơn để quý nhà đầu tư có thể là đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn. Và cái trục la bàn cuối cùng của chúng tôi, trục la bàn thứ tư, chính là la bàn về đầu tư. Ở đây chúng ta có hai chương trình là 360 độ cổ phiếu và tọa đàm đầu tư, thì sẽ giúp cho nhà đầu tư là hiểu được cái góc độ phân tích cơ bản của những mã cổ phiếu trên sàn hay là những cái nhóm ngành, hay là tìm ra được những cái cơ hội đầu tư cơ bản dài hạn mà để chúng ta có thể là follow lâu dài, và để tham gia những cái cộng đồng của chúng tôi về cái cộng đồng của chúng tôi liên quan đến trục la bàn kiến thức, thì quý nhà đầu tư có thể sử dụng cái mã QR code mà tôi để ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái phần Q&A ngày hôm nay. Vâng. Buổi hôm nay thì chắc là quý nhà đầu tư nào có câu hỏi thì quý nhà đầu tư cứ comment để trung tâm tư vấn đầu tư sẽ giúp mình trả lời các thắc mắc của mình, các băn khoăn của mình đối với các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ hoặc mình dự định đầu tư. Vâng, chắc là Duy sẽ xin phép là được dừng chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Và xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào những cái chương trình tuần sau ạ. Xin chào quý nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình tuần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.